Chào các bác nha. Nay em lên em vừa mới dọn dọn nổ xong, em xanh đô man 120. Tình trạng là cái tem này nó bị rách nên là em mới bóc đi cho nó đẹp nhá. Nó rách nó xấu á. Em quay qua ngoại hình cho các bác xem. Cái ốp này thì nó bị chóc sơn nên là em sơn phun lại cho nó đẹp nhé. Quay một vòng cho các bác xem. Đây bộ đã bãi nó hàn này, vẫn nguyên. Quay bên trên nhé. Quay gầm nữa. Đây. Rất đẹp. Báo tình trạng luôn cho các bác nhé. Em này là thứ nhất là nó bị vận chuyển là nó bị nứt cái trên này này. Thì em cái AB em gắn bên trong rồi nhé, ok rồi, chắc hơn hơn lúc đầu. Với lại cái máy và nó không có hàm ròng, em lắp hàm ròng con 133 vào nhé, siêu to khổng lồ vào. Với lại nó bị nứt cái này vỡ thì em gắn sang đây rồi, do vận chuyển nó bị nứt nên em gắn vào cái luôn cái này hàm ròng. Đấy, tình trạng thế thôi nhưng mà em vẫn bao xài 1 năm nhé. Hàng xịn ok nhé. Đặt xuống này thử. Đấy, hàng xịn. Đây, hàng xịn ok. Đấy. Nào kết em này thì book hoặc alo cho em nhé. Sách Tô Man 120 61cc 6,4kg đầu máy. Đặt lên để xem. Đây, 6,4kg đầu máy.